chào tất cả các bạn nhé. Thì có một điều mà các anh em đang cân nhắc chơi những dòng xe Ducati nói chung và Ducati Scrambler nói riêng, đó là vấn đề nhiệt độ và chạy phố. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề này. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về tổng thể xe đi đã. Thì nó có phù hợp cho chạy phố không? Thì chiếc xe này có cân nặng là 189kg ướt, coi như là 190 đi, thì nó vẫn là một cân nặng khá nhẹ, nhất là cho một chiếc xe đến 803 phân khối. Chiếc xe này được thiết kế trông khá là thon gọn, nhìn rất là nhỏ gọn, cụp máy được đặt gọn phía dưới yên của người lái. Và nói chung mà nhìn chiếc xe này thì mình ban đầu mình không nghĩ nó một chiếc 800 phân khối. Thì cái điều này giúp mà mình chạy trong phố, đánh lái, đảo qua đảo lại rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, dắt xe rất dễ, vần xe trong phố cực kỳ đơn giản. Đây, bạn có thể thấy cái trọng lượng nhẹ này thì nó đi cùng với cả động cơ 803cc L-twin 2 xi lanh. Thì cái ga đầu, nó sẽ cho ga đầu rất là bốc, rất là hỗn. Thì cái việc vượt xe trong phố, việc tăng tốc ở những giải vòng tua đầu thì nó không phải vấn đề với chiếc xe này. Ngoài ra thì nói về vấn đề thiết kế chiếc xe, thì đây là bản Icon. Thể bản Cafe Racer thì nó sẽ có ghi đông clip on sẽ khác một chút, hoặc là bản Night Shift, bản Full Throttle sẽ có ghi đông thấp hơn một chút. Nhưng bản Icon này có ghi đông khá là cao, cho dáng ngồi khá gần với một chiếc Cruiser. Nó rất là thoải mái để chạy trong phố mà chúng ta không bị mỏi. Thì mình có chạy thử vài chiếc sport bike trong phố thì mình thấy nó khá mỏi tay, có thể là cũng phải quen dần, phải học nhiều. Ngày trước mình chạy một chiếc Naked, là chiếc CB500F. Mình hay chạy phố thì mình thấy chiếc đấy khá là mỏi. Còn chiếc này thì mình thấy không có vấn đề gì hết. Đấy là vấn đề thiết kế của xe, nó rất phù hợp để chạy phố. Vấn đề động cơ thì như mình vừa nói là cái ga đầu của chiếc xe này khá bốc, nó giúp mình vượt xe rất là đơn giản. Đấy, như các bạn có thể thấy đây. Đương nhiên thì cái chuyện vấn đề cái động cơ bốc này nó có hai mặt. Nhất là mình vượt xe rất đơn giản, chạy phố cảm giác xào trẻ rất là thích. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà các bạn đi phố đông quá, phố tắc đường thì cái cảm giác là động cơ nó cứ liên tục, nó cứ chồm chồm bên trước, cái cảm giác khá khó chịu, nó khá không an toàn ấy. Nếu mà chạy trong phố quá đông. Đương nhiên thì nếu mà làm quen với tay ga thì chiếc xe này không đến nỗi, bởi vì so với các dòng xe khác của Ducati, chiếc xe này thuộc dạng hiền nhất và dễ làm quen nhất rồi. Đây, mình đang đi số 1, 20 km/h, vẫn thoải mái. Tuy nhiên nếu đi như này lâu thì nó sẽ không tốt cho xe và cảm giác nó khá khó chịu, vì ga của chiếc xe này nó cứ chồm chồm lên trước, nó cứ thúc giục mình phải chạy nhanh hơn, chạy bạo lực hơn. Đấy. Nhưng mà có vấn đề nữa thì chiếc xe mình là bản Icon của 2020. Thì từ đời 2019 đổ lên thì chiếc xe Ducati Scrambler này nó đã được thay đổi một chút về động cơ. Thì cái công suất cực đại của chiếc xe nó vẫn tương tự như đời cũ thôi. Nó vẫn là khoảng 73-74 mã lực. Mình nhớ không nhầm là khoảng 8.250 vòng trên phút. Và moment xoắn cực đại là 66,2 Nm ở 5.750 vòng trên phút. Thì công suất cực đại như thế cũng đến khá sớm. Như mình vừa nói, đây là chiếc xe 2 xi lanh 800cc.
thì cái sự thay đổi về động cơ so với đời trước thì nó đã giúp cho chiếc xe này nó chạy mượt mà hơn. Cái nó không có cảm giác hỗn, không có cảm giác sốc ở ga đầu nhiều như phiên bản trước nữa. Thì cái công suất cực đại nó vẫn tương tự, nhưng mà cái cách truyền tải sức mạnh của nó đã được thay đổi. Thì đây có thể vừa là điều tốt vừa là điều xấu. Thì chiếc xe này sẽ trở nên phù hợp hơn, thân thiện hơn với người mới chơi xe phân khối lớn hoặc là mới chơi mô tô nói chung. Nhưng mà những người mà yêu thích cái chất của dòng Ducati, cái cảm giác sốc, cảm giác giật thì sẽ khá nuối tiếc cái máy cũ này, cái động cơ cũ nó sẽ tạo cảm giác Ducati nhiều hơn. Nhưng mà cái nhu cầu đi của mình thì đi phố khá là nhiều. Mình thích chạy, mình chạy theo kiểu khá nửa nạc nửa mỡ, kiểu thỉnh thoảng mình thích chạy thanh cảnh, chạy nhẹ nhàng thôi, nhưng thỉnh thoảng mình thích vui vẻ một chút. Nên mình thấy chiếc xe này rất là phù hợp với nhu cầu đấy của mình. Thì nó cũng đã êm mượt hơn một chút, nhưng mà nó vẫn không nhàm chán. Thì tiếp theo về vấn đề chạy phố thì còn cả vấn đề về phuộc nữa. Thì vấn đề phuộc thì chiếc xe này có phuộc khá là êm, bởi vì đây là một chiếc xe đa địa hình, gọi để chinh phục mọi địa hình, chạy cả đường phố, chạy cả một chút off-road. Đương nhiên thì nó không phải một chiếc off-road hẳn như cào cào. Còn nếu mà trong các vòng của Ducati Scrambler, nếu các bạn muốn tập trung vào off-road thì các bạn thể quan tâm dòng Ducati Scrambler Desert Sled. Thì trước đấy nó có vành khác, có lốp khác và có dàn chân khác hẳn luôn, có phuộc khác hẳn luôn. Nó hành trình lớn hơn nên nó sẽ phù hợp với việc đi off-road hơn. Chiếc xe đấy có chiều cao yên cao hơn khoảng 8, mình không nhớ lắm, hình như là 860mm, trong khi trước này thì hình như là 798mm, cũng gần 800m, nhưng mà 800mm, nhưng mà cái cảm giác chống chân chiếc xe này khá dễ chịu, bởi vì chiếc xe này nhẹ và cái thiết kế nó tạo cảm giác nhỏ gọn. Và có một cải tiến của phiên bản 2019, 2020, 2021 so với phiên bản từ 2018 đổ lại. Đó, cái yên của chiếc Icon này đã được làm êm hơn, nâng niu bờ mông hơn. Nên khi mình đâm vào các ổ gà, ổ voi ở đường phố Hà Nội này thì mình không có cảm giác gì hết. Nó dễ chịu hơn nhiều. Mình đi các hành trình xa hơn thì cảm giác thoải mái hơn, không bị ê mông sau khi đi 1-2 tiếng như một số người dùng của đời trước chia sẻ nữa. Nên mình thấy cái yên này mình để zin được, trừ khi mình thích độ kiểu dáng khác. Đây, bây giờ đang là chiều chủ nhật, một đây khá là đông người. Đây thì cũng nhân tiện nói về vấn đề nhiệt độ, thì mình muốn đi thử vào đây để cho các bạn thấy. Thì cái vấn đề nhiệt độ của xe này thực ra nó không phải đơn giản là nóng hay mát. Mà có câu chuyện này thì trước khi mình sở hữu chiếc xe này, mình khá phân vân về vấn đề nhiệt độ, bởi vì nhu cầu chạy phố mình khá nhiều. Mình thích chạy chill chill, chạy phố thỉnh thoảng ngắm cảnh một chút. Nên nếu mà chiếc xe không chạy phố được thì khá phiền phức. Như đấy thì có câu chuyện là khi mình đi lái thử chiếc xe demo hãng Ducati Hà Nội thì lúc đấy thì hãng đang để xe demo ở một quán cà phê ở Long Biên. Hôm đấy hãng đang chuyển từ Bà Triệu thì phải, từ Bà Triệu sang bên Long Biên rồi. Đấy, đang di rời. Thì xe demo nó ở Long Biên thì mình cũng chạy mấy vòng ở loanh quanh khu vực đấy, Nguyễn Văn Cừ, quanh cầu Chui. Thì mình thấy
Thì ấn tượng đầu tiên là cái vấn đề nhiệt độ chiếc xe này, mình không thể cảm thấy được một tẹo cái sức nóng nào khi mình chạy. Thì đấy là câu chuyện tương tự khi mà mình lái chiếc xe này về nhà, lúc đấy là khoảng 1-2 giờ chiều từ hãng về. Thì đường phố nó khá thoáng, mình chạy cũng ít nhất cũng phải khoảng đều đều 50-60. Thì mình thấy nhiệt độ nó khá là dễ chịu. Thì mình nghĩ chiếc xe này không nóng lắm, không nóng như lời đồn. Thì mình cũng hỏi nhiều anh em chơi Ducati, thì cũng bảo chiếc xe này thuộc dạng mát nhất rồi, mát nhất của Ducati rồi. Thì mình khá yên tâm lúc đấy. Nhưng mà có vấn đề là lúc mà mình chạy thử vào đường tắc, hoặc là chạy vào những con đường mà nó có nhiều đèn xanh đèn đỏ mà phải dừng nhiều, thì lúc mà mình bắt đầu dừng thì mình sẽ thấy cái nhiệt độ tỏa ra ở hai bên đùi mình, dưới hai cái bẹn mình nó rõ hơn hẳn. Mà cái nhiệt độ nó cảm giác nó ở ngay dưới cái mông mình ấy, nên cái cảm giác nó khá khó chịu. Đương nhiên là khi mình phải đi chậm, đi toàn số 1 chẳng hạn, xong rồi đi dừng rất nhiều cái đèn đỏ, như kiểu lúc mình đi ở Nguyễn Thái Học chẳng hạn, thì có 3-4 cái đèn đỏ liên tiếp. Mà nếu phải dừng toàn đèn đỏ hoặc lúc ở đường đông thì cảm giác nóng rất là rõ. Hoặc đi ở hôm trước mình đi ở ngã tư Sở phải dừng khá nhiều, thì nói thật thì những lúc đấy mình cảm giác chỉ muốn vứt xe đi thôi, vì cảm giác nóng nó ngoài cảm giác khó chịu mình ra, mình cảm giác nó rất là có hại cho chiếc xe khi mà mình đi như thế. Vì đây là một chiếc xe làm mát bằng không khí, có một cái két dầu thôi, làm mát dầu thôi. Còn lại thì nó phải được chạy, phải lấy gió thì động cơ mới được làm mát. Và nếu động cơ mà bị quá nhiệt thì sẽ khá hại cho động cơ. Đấy thì mình thấy thế. Kết luận lại như thế nào về vấn đề nhiệt độ? Chiếc xe này thì nó có hai thái cực. Lúc mà các bạn đi đều đều, thực ra cũng không cần đi quá nhanh, chỉ khoảng cần 50 km/h thôi, đi đều đều ga như thế thì mình sẽ cảm giác là chiếc xe nó rất là mát, không, thậm chí không cảm thấy một tí nhiệt độ nào. Ví dụ mình đi trước những chiếc xe làm mát bằng dung dịch đi, như chiếc CB650R của Honda, thì mình đi, có lần mình đi đều đều vận tốc 80 km/h, nhưng mà mình vẫn thấy có cái hơi ấm nào đó. Nó ở hai bên, nó ở bên trái thôi, ở bên trái mình không hiểu tại sao, ở bên trái chân của bắp chân của mình. Và mình có chạy, mình cảm giác là mình có chạy nhanh bao nhiêu thì nó, thì cái nhiệt độ đấy nó vẫn, mình vẫn cảm giác phần nào cái nhiệt độ đấy. Nhưng mà cái chiếc xe này đây, mình chỉ đang chạy 5x km/h, mà mình thấy 4x 5x, và mình thấy là khá là dễ chịu rồi, cũng không có gì là kinh khủng quá. Nhưng mà nếu mà mình, hôm nay là chiều chủ nhật thì hình như hôm nay là quận Hồ Tây là các hàng quán phải đóng cửa nên đường phố ở đây vắng hơn hẳn rồi. Chứ nếu mà các chiều chủ nhật khác mà mình phải đi ở Hồ Tây này thì chắc chắn là cái nhiệt độ kinh khủng hơn rất nhiều. Và có lần mình đi vòng Hồ Tây vào lúc mà vào một cái thời gian nó không được thân thiện lắm, thì mình cũng cảm giác là lúc đấy mình chỉ muốn bỏ xe mà đi thôi, chứ lúc đấy đi cảm giác nó chỉ vừa hại xe vừa hại người. Nhưng ít nhất thì về vấn đề nhiệt độ thì cái cách nóng của chiếc Ducati Scrambler này, nếu mà so với cả các hãng xe khác thì có thể nóng nó khó chịu hơn. Nhưng mà so với các dòng xe khác của Ducati, bởi vì cái thiết kế cổ pô của chiếc xe này thì nó khá giống cái thiết kế cổ pô của chiếc Monster 821. Nó tản nhiệt khá tốt, chứ nếu mà những cái dòng mà có pô nó đặt ở dưới yên hoặc là nó vắt qua dưới yên, như một số dòng Panigale hoặc là dòng Monster cũ đi, thì mình đảm bảo cái nhiệt độ nó sẽ tạo cảm giác khó chịu hơn nhiều, bởi vì nó sẽ nóng ngay dưới ghế của mình. Đấy, nên mình nghĩ chiếc xe này nếu mà để chạy phố mà không quá đông, lúc mà giao thông bình thường đi, trừ giờ cao điểm đi, thì nó khá là hợp lý, bởi vì nó gọn nhẹ,
phuộc êm, rồi tư thế lái linh hoạt, không mỏi người, rồi cái cảm giác vọt khá tốt. Nhưng mà nó bấp, nhưng mà nó không đến mức mà quá khó kiểm soát, đến mức mà mình cứ phải nhăm chạy cho bằng được, là phải được 1xx hay gì đó. Đây mình chỉ đang chạy như này, mình thấy khá là thoải mái rồi, không có gì khó chịu hết. Còn đấy, còn nếu mà đi vào giờ cao điểm, giờ rất đông người đi, ui đông quá, bây giờ chắc phải bỏ chạy rồi, quay đầu bỏ chạy. Thì nếu mà mình đâm đầu ở đây thì nhiệt độ sẽ tỏa ra rất khó chịu, cảm giác rất hại xe. Thôi bỏ chạy, bỏ chạy. Đấy, nếu mà đường đông như này thì mình khuyên các bạn đừng nên cho chiếc xe này vào. Và thực ra ở đây không phải riêng gì chiếc Ducati Scrambler này, bất kể chiếc phân khối lớn nào cũng vậy, gặp đường tắc thì chạy, kể cả khi mà nó không quá nóng thì nó cảm giác rất khó chịu, cảm giác nó hại xe á. Nên nếu mà đường nó đông như này thì thôi, thì mình chấp nhận, hoặc là mình ngồi trà đá đâu tí, hoặc là mình ngồi dựng xe vỉa hè tí, chờ đợi lúc đường đỡ đông hơn thì mình đi tiếp, hoặc không thì nếu mà lúc nào mà đường phố đông quá thì mình chấp nhận đi xe khác, đi xe tay ga hoặc là đi xe số, đi chiếc Underbone thôi cho nó thoải mái, chứ không việc gì phải hành xác làm gì. Nếu mà sử dụng đúng cách thì chiếc xe này nó đúng, chạy đúng lúc, chạy đúng cách thì chiếc xe này nó cho trải nghiệm đi phố khá là tốt. Còn nếu mà chạy, nếu mà cứ chạy theo kiểu mà phải vào ngõ ngách nhiều rồi phải đâm đầu giờ cao điểm thì đúng là chiếc xe này thì không thể đáp ứng điều đấy. Mong là cái lời giải thích của mình thì nó cũng phần nào giúp các bạn hiểu hơn được về vấn đề chạy phố của chiếc Ducati Scrambler và vấn đề nhiệt độ khi chạy phố chiếc xe này, để các bạn có lựa chọn tốt hơn khi chọn dòng xe cho mình. Mình thấy đây cũng là một chiếc xe khá quan tâm, nhưng mà nhiều người thì cũng e ngại vì vấn đề nhiệt độ, nên mình muốn làm rõ trong video này. Nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn có thể like, subscribe kênh của mình. Mình sẽ chia sẻ thêm với tư cách người dùng về chiếc xe này trong tương lai. Đấy, chiếc xe này chạy đường sóc tí không có vấn đề gì cả. Thôi chắc mình về đây, tạm biệt các bạn nhé.